Say bye đi. Bye đi. Dạ. Cô đang ăn xôi nếp với lại nước chấm gì á. Bye đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Chăm Ba Sắc, một tỉnh phía nam của nước Lào. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn cùng cô bác quý anh chị đi thăm một cái chợ, ngày thứ hai đi thăm chợ Đậu Hương, một cái chợ người Việt tại Lào. Và hôm nay được trải nghiệm lái xe ở trên đất nước bạn Lào thì cũng khá là hồi hộp. Và đặc biệt tiếng còi xe ở đây thì người ta không có bóp còi, cho rằng còi là một cái phương tiện dư thừa trên một cái chiếc xe. Ở đây người ta sống rất là chậm rãi luôn. Và mình cứ chạy từ thư thả, mặc dù là mình có hơi cản đường tí xíu vì không có quen đường á, nên chạy khá là chậm. Và người ta cũng rất là vui vẻ để cho mình xử lý những cái tình huống ở trên đường á. Thì thôi bây giờ cũng ở phía bên kia là tới chợ Đậu Hương rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái nơi đậu xe và mình sẽ vô đây quay những cái nếp sinh hoạt của người Việt tại chợ ha, cũng như là cách buôn bán ở đây ha. Giờ ở đây thì không biết xe vô như thế nào hay nhân ha. Đi vô được không? Tính vô đi. Vô ha. Vô đại đi, người ta đuổi thì ra. Tại vì thấy khá là đông đúc, sợ không có chỗ đậu nè. Đúng rồi. Mình có mấy chiếc bán tải rồi kìa. Mình thì có đây à, đó. Ở đây thì người ta đi chủ yếu là phương tiện là túc túc với lại xe xám lọ. Việc chạy xe bốn bánh thì xe ô tô con như thế này á thì cũng khá là ít, đa số là bán tải à. Đậu xe đâu giờ nhỉ? Ngoài trước này được không? Chắc không được đâu anh ơi, tại chỗ này hình như đây là bãi giữ xe nè. Đúng rồi, để về là để chỗ xe này ra. Kìa, người ta ghi phiếu hay gì kìa. Anh hạ cửa kính xuống rồi. À, giữ xe nói là đậu xe này là 5.000 kiếp. Và bây giờ mình sẽ quẹo qua bên trái đúng không? Đúng rồi, quẹo đại qua đây, thấy đây trống nè. Đó đó đúng rồi. Cũng khá là hồi hộp khi mà lái xe trên đất. Đây đây đây. Cái thời gian khó khăn khi mà lái xe ở Lào á thì mình cũng đến một cái khu của chợ Đậu Hương và ở phía đằng sau á cô bác quý anh chị. Và đây là những cái chiếc xe túc túc đang đậu nè. Để người ta đem hàng vô cái khu chợ Đậu Hương người ta bán á. Cũng khá là hay đúng không? Và hình ảnh kia đó là người dân người ta đang chất chuối đem vào chợ bán. Ở đây có một cái hình ảnh cô này khá là hay mà muốn quay cho cô bác quý anh chị xem nè. Cô này đang ngồi ăn xôi nếp trên một cái chiếc xe tải. Xì bay đi. Bay đi. Dạ. Cô đang ăn xôi nếp với lại nước chấm gì á. Dạ, chấm treo. Dạ. Cũng khá là hay ha. Cái cảnh người dân người ta ăn với xôi nếp với chấm treo quá. Dạ. Treo leo. Treo leo. Và bên đây là cái cảnh người ta bán chuối. Người ta đem chuối từ ở vườn lên bán á, bán nguyên hoài vậy nè. Xin bà đi. Dạ. Cái dân số Lào thì cũng khá là ít, khoảng gần 7 triệu dân thôi. Nên thành thử là cái việc dân thưa như vậy á thì cái chợ Chăm Ba Sắc này nó giống như là thành phố Hồ Chí Minh vậy á. Nó là một cái khu trung tâm kinh tế. Và Viên Chăn thì nó giống như Hà Nội của Việt Nam vậy á. Mặc dù là một cái trung tâm kinh tế nhưng mà cuộc sống ở đây nó cũng khá là
nhẹ nhàng, chứ nó không có xô bồ, không có nhộn nhịp ồn ào giống như là Sài Gòn của mình. Đối với những người phụ nữ ở Lào đó, quấn xà gông Việt, mặc những cái xà gông như thế này đi chợ là một cái việc khá là phổ biến luôn. Và đây là hình ảnh một cái chiếc xe xám lọ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vô đây ha. Đây là các thương lái đang buôn bán dịch. Gà. Cũng giống giống như ở Việt Nam. Xì bay đi. Gà. Mình nói với người ta cái tiếng xì bay đi có nghĩa là xin chào. Người ta rất là vui vẻ và nồng hậu khi mà chào lại bằng tiếng Lào với mình. Thấy cũng hay hay anh. Xì bay đi. Dịch gà nó kêu quá trời luôn à. Đây là hình ảnh chiếc xe xám lọ bán những cái đồ uống, nước uống á. Đây là bán xiên que, gồm có cả bạch tuộc nè, xúc xích đủ thứ. Và trong kia là cái chợ rau củ, một trong những cái nơi mà người ta sẽ đem những cái nông sản của mình trồng được và đem đi bán. Ở đây là cái khu bán chuối chiên. Dạ. Spy đi. Gặp ai cũng cứ nói spy đi tại vì biết được có mấy tiếng à. Cọp chai lại lại. Đây cái cọp chai đấy lại. Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua hành trình bên đây. Một cái khu chợ nông sản của người Lào. Bây giờ vô đây ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vô cái khu chợ này. Cũng giống như ở Việt Nam thì gà vịt họ được bày bán như thế này. Rau muống. Cái này là gì ta? Khộp chay là spy đi. Này đậu đỗ tím. Đậu đỗ tím. Đây này là đậu đỗ trắng. Đa số là rau vườn. Và ở Lào người ta rất là thích ăn cái này với lại nếp. Dạ. Kiểu giống như là ngò vậy á. La kha khâu đây. La kha. La kha là Phật. 5.000 kiếp. Một bó như thế này. Hai cu lơ. Đây là một cái loại rau khá là phổ biến của người Lào, ăn kèm với lại nếp với lại nước chấm.
giống như ở Việt Nam thì ở đây có nhà vệ sinh công cộng, cái giá là 2.000 kiếp một người một lần. Do nước Lào là được cái con sông Mekong nó chảy xuyên suốt nên ở đây về cái mặt hàng thủy sản á, những loại cá sông á, nó rất là nhiều, đặc biệt là cá tra dầu nè, đó nhiều lắm luôn. Đó, cá nàng hai. Đó, cái cuộn cá tròn đẹp ghê. Cá nàng hai người ta nạo ra. Rau muống này là rau muống người ta trồng. Rau muống này là trồng từ cái hạt á, chứ không phải giống như là rau muống mà bò tự nhiên, rau muống đỏ ở Việt Nam. Dạ. Có cà chua bi, cà chua nhỏ nhỏ. Dạ. Mập phít. Dạ. Mập phít là trái ớt á. Dạ. Ông ngày qua đây thì hai anh em cũng học được một vài tiếng. Nhưng mà ở đây cái bài biện, cái cách bài biện buôn bán rất là hay. Với một số lượng lớn nông sản người ta sẽ bày ra bán như thế này và mặc sức vô tư mà lựa luôn. Ồ, cái này là cái gì đây, mình cũng không rành lắm. Là một loại cỏ hay là cái gì đó. Dạ. Dạ. Mì lai. Giống như gỏi chanh mình uống cho mát. Lá kha thâu đây. Lá kha thâu đây. À bác. À fan. 2.000. Dạ. 2.000. À fan 5.000. 5.000. La Khan là 5.000. À Khan là 5.000. Bà Khan là 5.000. Chị là người Việt hay người Cam? Người Việt. À. Người Việt. Lại gặp đồng hương Ông nữa. Khan là 2.000. Cái này lái kiểu như lái một. Thôi. Cái đó là gì hả chị? Cái này là gì ạ? Thì gần như là muối non về uống nước đi. Cho nó mát. Cái đó là nấu nước uống đúng không? Đúng rồi. Còn bên kia, cái này nè. Cái kia hả? Cái kia là cái tre trong bếp à? À, đổ tre. Cái tre để rõ bếp than. Dạ. Cái đó, cái này kêu tiếng Anh là, kêu tiếng Lào là gì chị? Cái này thì mua bây giờ mình cứ hỏi. À. Cái gì vậy, chanh, rau bắp rồi kìa. Dạ, kiểu giống vậy á. Cọc chai là lại phu. Xì bay đi. Cọc chai lại lại. Xì bay đi phu. Dạ, cảm ơn. Ở đây thì theo anh Ngân thì anh cảm nhận về cái khu chợ của người Lào nữa, về ẩm thực, về nông sản thì anh thấy như thế nào? Thấy rất thân thiện lắm. Dạ. Họ bày bố ra một cách tự nhiên, rồi người mua thì mặc sức chọn lựa, người bán cũng vô tư ngồi thôi. Nhưng mà anh có cảm nhận được rằng là nông sản ở đây rất là nhiều, tại vì địa hình của Lào chủ yếu là đồi núi đó. Nên là nữ là nông sản với là lâm sản là phải nói là vô cùng phong phú luôn. Phong phú lắm. Dạ. Phong phú. Và đặc biệt cái chợ này anh em chúng tôi đi, người bán không ai chèo kéo, vô tư. Dạ. Vô tư đi tham quan lắm. Người dân Lào đây xin bài đi. Rất hiền, rất thân thiện. Ở đây là trầu. Và đây là cao. Ở đây là những loại cây, cái vỏ của cây gừng mà cây gì đó thì bùi hồ cũng có nắm gõ nữa. Cái cô này đang lột cao để bán nè. Nếu như ở Việt Nam thì những năm 1990 ở cái lứa tuổi của anh Ngân á, thì người ta sẽ buôn bán trầu cao nhiều.
và thậm chí là cái tục ăn trầu ở Việt Nam á, lúc đó cũng còn khá là nhiều những người già ăn trầu để cho chắc gan. Thì hiện nay thì cái tục ăn trầu ở Việt Nam nó cũng rất là hạn chế. Hôm nay thì có về dịp trở về đây thì anh gặp cái những cái bà cụ bà ở đây bán trầu, bán cao để cho người ta, thậm chí là không phải là những trong những cái tục cưới hỏi nữa mà nó ăn hàng ngày luôn. Thì anh cảm nhận như thế nào anh Ngân ha? Thấy người Lào người ta cũng vẫn còn giữ được những cái nét văn hóa xưa, làm tôi nhớ lại những người ở Việt Nam mà tôi tiếp xúc là như là ngoại tôi kia, mấy người lớn thì cũng ăn trầu rồi đó. Dạ. Người ta cũng vẫn còn giữ được mà cái bản sắc một cái gì đó rất riêng đúng không anh? Kìa anh coi chị đó gánh gánh hàng kìa. Thân thiện lắm. Treo những cái mọc gánh lủng lẳng kìa. Thôi anh em mình tiếp tục đi ha. Nếu như so sánh giữa Lào với Việt Nam á thì về cái chợ Chăm Ba Sắc này nó giống như là một cái chợ gì ở Sài Gòn á. Nó giống như là một cái trung tâm kinh tế ở nước Lào. Mặc dù là cái trung tâm kinh tế nhưng mà cuộc sống của nó không ồn ào, không có đông đúc sôi động giống như là ở Việt Nam đúng không anh? Đúng. Rất êm ắng lắm. Buôn bán rất êm ắng. Không mua vừa bán, không có chèo kéo nhau. Dạ. Và thậm chí là mình gặp người Lào á, mình nói một câu là xì bay đi thì họ sẵn sàng họ chào lại. Vui vẻ. Chào lại với mình. Vui vẻ. Ở đây anh thấy rau người ta chất thành từng lọn rất là hay ha. Tươi lắm, rau tươi. Bán những cái loại cây gừng anh em mình không có biết được anh Ngân ha. Mày cái lạ quá. Dạ. Ở nơi đều có những cái bản sắc riêng. Dạ. Cục riêng, muốn riêng. Đó, như cái cây này hôm qua mình có được ăn hay sao á, cây này cũng khá là lạ luôn. Có cái nhà cây xung khét không mày? Đọc trên là lạ. Có cây xung khét không mày? Xung bay đi. Dạ. Là kha thâu đây. Là kha bố. À. Anh à. Sáp mà thả mấy cái thứ các bà. Sáp là bà. Ba ba ngàn. Ha ba đi. Ha ba bố. Sam kíp. Sam kíp. Dạ. Ba ngàn. Không bay là khá là. Ô cô gai. Ô bị đâm luôn anh. À chị nói là cầm như vậy nè. Cái này. Dạ, có nghĩa là cái này là cái gì vậy ta? Cái này nó cũng là lạ anh ha. Và đặc biệt là ở trên này rất là nhiều gai. À. Cô nói là nó giống như là măng khô bên kia á. Dạ. Đó là sifan. Sifan. Các bạn đâu. Sifan là hình như là 6,000 á. Sư phạn à? Sư phạn phạn. Cậu chơi lại. Cậu chơi lại. Phu. Em thích nhất là cái nông sản ở Lào. Đa số là rất là tươi. Và không biết là họ có sử dụng quá chất nhiều hay không, nhưng mà mình thấy tươi ngon anh ha. Anh em mình đi qua đây ha. Ủa bố có ở lớp chưa? Xin chào. Bắp chuối. Ủa cái này là. Này là gì đây? Con ốc. À. Con ốc. Ở con ốc này con ốc bu vàng hay là con ốc ấy ta? Hình như là con ốc của mình á. Dạ, con ốc bu đồng của mình á. Chứ không phải là ốc bu vàng. Ô người ta bán gì để người ta chắc đem về người ta nướng ăn kèm với xôi á.
Nướng luộc. Dạ bên đây nữa nè. Ôi trời hay dữ. Xì ba đi. Dạ. Mình nói là xin chào chứ nói là chào xin gì đó. Spy. Oh, ở đây là tất cả các loại mắm luôn nè. Ôi còn bên đây nè. Rồi giờ đồ đi. Con này là con nghé. Nghé. Ok quá. Nghé. Con nghé đầu con nghé đúng không anh? Nghé hả cho. Con chó vậy. Con nghé, con nghé. Cái chân nè. Cái chân nhỏ nhỏ bên kia kìa. Nó không có sừng. Không giờ không biết. Con nghé nó chưa có sừng mà. Dạ. Con nghé nó nhỏ. Ghê, ghê quá. Nhưng mà cảm giác nó sợ sợ. Sợ. Me, me với lại đồ ăn người ta bán cúm như thế này nè. Me với lại những cái trái mướp non. Ồ, người ta vô sẵn một cúm như thế này nè. À, gồm có là bông leo, bí, nấm. Cái này là bông mướp, bí và nấm mèo với lại trái mướp. La kha thâu đây 5.000. Hà Phan. Hà Phan. À chỉ 5.000 thôi nhưng mà được bọc gỗ như thế này. À. Kinh xem lại. Cột chay lại lại. Cậu chơi lại lại là cảm ơn á. Còn lúc nãy mà Bùi Hồ hỏi một cái câu là là khâu thâu đây là có nghĩa là giá bao nhiêu. Ở đây là nấm. Ôi nấm này là ăn tốt lắm luôn á. Nấm này là hình như là nấm của cái cây á. Nấm mối. Nấm mối á anh. Nấm mối ở trên rừng á. Trời ơi đây là những cái thảo dược không á. Hàng này quý hiếm luôn á. La kha thâu đây. Lô đề nga 6.000 phân kiếp. 6.000 kiếp. 6.000 phân. Sao hà phân. 6.000 phân kiếp. Sao hà phân kiếp. Không biết. A ba. Là bao nhiêu? Câu bốn bên. Không biết. Còn đây là hình ảnh những đứa bé Lào đi chợ cùng với mẹ của mình. 25.000. 25.000 là rẻ quá trời, khoảng 30.000 tiền Việt Nam thôi. Việt Nam. Cái vị trí của đất nước Lào á, thì đa số là đồi núi. Cái con sông Mekong thì nó chảy dọc xuyên suốt đất nước Lào từ Bắc đến Nam. Nên đa số sản phẩm của Lào là từ cây của núi gừng hoặc là những cái nông sản họ trồng sẵn. Và thậm chí là khi mà có cá thì chủ yếu là cá nước ngọt thôi. Họ cũng có bánh da lợn nè. Đây chắc có lẽ là người Việt Nam. Để muốn biết một cái bản sắc của một cái văn hóa, của một cái dân tộc nào, của một cái quốc gia nào thì cái nơi, cái chợ là cái nơi phản ánh mọi cái và trung thực nhất và được phản về cái nếp sống của người đó, và có thể làm biết được luôn là cái
cái nền kinh tế của nước đó nó phát triển hay không. Nhìn theo cái chất. Dạ. Dạ. Phát triển đồng thời bán những cái đặc sản cao cấp. Dạ đúng rồi. Và ở bên đó thì người ta bán đồ thô. Ồ, người ta bán đồ nấu sẵn luôn nè. Là khách hầu đây. Hào phanh là 5.000. Hào phanh kiếp. Đa số là các sản phẩm ở đây là bán giá dao động từ 5.000 đến 10.000 thôi. Giá rất là bình dân là khoảng mười mấy ngàn tiền Việt Nam thôi. Chỉ có những sản phẩm như là nấm mối á thì nó giá là 25.000 kiếp. Spidey. Cá. Ô, có bán những cái con nhái luôn kìa. Người ta đếm từng con. Ship hạ. Ship hạ phan là 6.000. Cũng khá là hay nha cô bác anh chị. Bên đây là cái quầy ẩm thực đã chế biến sẵn nè. Đó, cá tra dầu, mắm, vô bịch sẵn hết à. Ờ, rất hay. Và đó là cái khu nông sản, một cái khu bán những cái rau củ tại chợ Chăm Ba Sắc của nước Lào. Hôm nay thì muốn đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn về một cái khu ẩm thực của Lào cũng khá là hay ha. Rất mong clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn một điều gì đó và bổ ích một tại tỉnh Chăm Ba Sắc của nước Lào. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.